rồi con quên hẳn được.
câu rằng thơ tử hồ bi vẫn còn tưởng nên huống gì là con muốn thành đạo lý lo tròn thanh như chỉ nguyện lòng còn tôn lo thương con càng tiếng dần dò nhớ con mẹ mới nhỏ to cánh trường sợ con lạc lối lầm đường mòn ơi mọi sức môn trường còn xa cùng tiên kẻ nhớ là trang tụ cho khỏi cơn sầu vui chi đâu nữa con hầu mặn mê nữ nam ráng gượng ra về đảo đời lạnh lòng con mê thì lầm rồi đường tiễn bảy ức niên cảm còn xa đợi cùng tiên Phật tà ma lọt quanh sao nẻo khó ra ta đường mẹ lo mẹ mới khai trường đem lại trường tiên mở khắp nam kỳ lục châu hoàng vũ đồng thi một giờ nghe rồi con khá bơ thờ mẹ lo mẹ sợ mẹ chờ nghe con đời này khuyên con chỉ phải nên làm điều tà dẹp lại đừng cam bên lòng thấy rồi nam nữ nên phòng biết rằng cơ tạo lòng lừa thiên căn trường cung tiên giả mẹ ai hoài ra vào trướng ngọc lệ đài khó ngân mùa thu nguyệt rạng còn mừng thu hoa đông lại khó ngừng giọt châu cổ cung bạch ngọc tiên lầu Phật trời giá ngự con sầu tứ phương còn con mãi mến nam đường biển trần là một cái trường chia ly.
bằng không bụi lắm sương màu ngọc trầm biển thăm ngàn thu khó dò chị em con ráng lên đò ngồi yên cho mẹ mẹ lo chấm bài chấm coi ai trọn đức bài con nghe lời mẹ ngày ngày thương ban nam nhi thương lô tình dậy bắn ngàn cho mau đừng cho chân dầm máu đào ra vào cửa thiên dội cao căng nghi lầm sang thu giả mẹ tan tầm đông qua lạnh thâu tâm lạnh thấy thế còn em tỏ tiền tu tình đắng làm Phật tiên xin con bỏ lợi phê quyền học làm Phật thánh thần tiên cho nhàn khỏi lo làm sao con mẹ chung đàn con phận cho mẹ lòng vàng mẹ yên ngày nào sớm mà họp điện tiền đặng cho lòng mẹ khỏi phiền vì con nữ nam thấy mẹ ngày đi đổ vàng ngày còn quanh hiu ngày nay sẵn có đò chiều mau về Phật phanh dắt diều đường ngay ba đường con ráng miệt mài trừ ra đừng cho bụi lắm thương mình đây bài toán đố lắm mi định bán ra con nào rõ đặng tài ba nữ nam tìm gặp mới ra đức tài mẹ đây cũng muốn tỏ bài thiên cơ đã định có rài mẹ phân mẹ giao ngọc khuyết phân trần truyền khai cho mẹ lắm trần giáo quyên giàu cho biệt dạ đặng khuyên con về dưới đời uống lưỡi nhiều bề dặn tâm mẹ đổ con về định phân lời than của mẹ như đợt như rơm như rỉ như cơn tham sầu nhớ con để được mạng lầu thương con mẹ mới giải dầu cùng con chọn lựa con
đạo lần đằng đạo lần không phai. Là giờ con đổ đức tài gian dâm hậu thế bia rài muôn thu cùng nhà bạc trí công phu từ bi giữ giả đường tố mới thành mẹ thương mẹ mới phân rằng đừng cho thể xác tàn tành nghe con chuyên con ráng lo tròn lao đao lần đằng con còn là yên muốn làm Phật thánh thần tiên nó đâu có rẻ như tiền nghe con tiền tài xem rõ đâu còn Phật trời biến trần càng sát giữa dòng đò tiên thiền Phật mới mong qua rài trên thiền chọn khách đi đức tài vết tỳ để lại ngày mai định phần biến trần dòng bích soi dần thấy chiều trôi ngược đỏ thần rước đưa người đạo lý thi trưa trước trang tài đức quê xưa đem về mẹ tháng mà lũy tràn trề nỡ nam con chẳng ra về sao con hương thu bốc nguyện đã tròn ngự đàn diệu điện nhớ con tỏ bài tỏ chưa càng nổi ai hoài mà dòng cháu được trước mai khóc khô lắm phàm thức trẻ bước vô đò chiều có mẹ trương phô đạo lành đời này là buổi tan tầm để huynh con ráng tu hành cho xong chị em con giữ một lòng trên hòa dưới thuận thẳng sông xa về mơn tàn đâu phải là quê chỗ con tạm nghỉ chợ về tiên bang tạm chân trao xưa đạo tràng nghe chung linh phú lên thòn mẹ nuôi đưa đi thì khỏi ngậm ngùi sầu thương đưa nhắc ra mẹ nát đoạn lòng thương con mẹ nhỏ lụy hồng cùng con đại tiếng xem rõ đâu mòn quân tàn mẹ thấy kẻ còn người dâm cho nên mẹ mới hết lòng mở lòng dân hỏi ngồi trong con hiền trong con chưa dứt lý phiền trong hoài chẳng thấy mẹ hiền xa đi dạy cho nam nữ tu hiền đường ngay nẻo chẳng cần cung tiên
tiên và mẹ bồi hồi, mẹ lo sợ trẻ buông trôi hồi này. Gương về con mẹ xuân dày, mẹ trong con một hồi này. Nghe con ngồi trong con dạy mỏi mòn, nhìn lên địa chỉ lòng xót tan tầm. Nữ nam con nở đoạn đành, có bên lời mẹ thiền thánh dạy truyền. Nguyệt thánh rồi khắp tế miền, cũng vàng lòng mẹ ngồi yên được nào. Nhớ con mở hội bàn nào, thương con mẹ mới truyền rao đạo màu. Con quên lòng mẹ đau sầu, đến con không nghĩ đạo màu là chi. Ra giao sầu trẻ lâm ly, hồi này không đổ ngày đi mới về. Ngồi trong mà lễ tràn trề, con ơi tình dậy đành về nghe. Mẹ trong đạo lý con tròn, gần ngày bế lệnh mẹ con hai đàn. Nhắn ra thêm nhỏ lý tràn, nữ nam con nở phụ phàng lời tuyên. Mẹ khuyên không bạc không tiền, mẹ đâu có dám làm phiền nữ nam. Tự lòng nam nữ tao làm, mẹ đây có rảnh lầu lam thanh nhàn. Thấy con nam nữ mắt nàng, cho nên mẹ mở đạo tràng phân qua. Rồi em chỉ dung hòa, ráng tương dập mẹ mang quá phạt ngồi. Mẹ đây trong đứng trong ngồi, trong con mà lệ dập trôi cũng rồng. Về con cho mẹ vui lòng, sống chi cái buổi tan bồng đổi thay. Gương về cho đến chương đài, đặng cho hoàng mẫu bài khai diệu quyền. Mẹ đây đâu mến bạc tiền, con tròn hai chữ đạo hiền. Mẹ mẹ tan mà dạ ngậm ngùi, nữ nam quên mẹ sụt sùi nhớ tương. Buổi nào bằng buổi đoan trường, sau nào mà nắng bằng thương con lạnh. Lời than xin trẻ chi thành, mẹ hỏi cung điện mạng lành con mơ. Mơ con đạo lý kịp giờ, tàn căm ngưng bút màn thơ giả từ. Giả từ con ở mẹ già núi, coi yếu cầm có quả chính mùa. Thấy đã chi qua lòng dạ, còn chi đâu nữa mãi sụp sùi. Quý nhân xin chào quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Nguyên.
Hôm nay là ngày 15 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, nhằm ngày 10 tháng 10 năm 2022. Chúc quý Phật tử thật nhiều sức khỏe, bình an, an lạc và thành đạt. Thương đường tu niệm đừng ham sang
lao đao. Thương ngày mẹ lửa vàng thao một lần, thương con còn dại còn thờ, thương con mẹ gánh đợi chờ nghe con, thương con mẹ quyết lo tròn, thương con không nghĩ lầu son là gì, thương con đổ lệ dây thầy, thương con mẹ muốn thoát ly cho rồi, thương con và mẹ bồi hồi, thương con không đã buông trôi hồi này, thương đời con trẻ thơ ngây, mẹ dặn cha mẹ đài mây mẹ về. Dạ nguyện nhận xin chào quý Phật tử và quý ân nhân, quý mạnh thường quân đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Vinh Yên. Hôm nay ngày rằm tháng 9 năm Nhâm Dần, tức ngày 10 tháng 10 năm 2022, đang phát trực tiếp tại đạo tràng chùa Vinh Yên, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thầy cảm ơn mọi người đã chúc phúc bình an đến với Huệ Nhận Vô Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 9, ngày rất tốt mọi người hả? Quý huynh đệ Phật tử ơi, có duyên hội hiệp tương phùng, có duyên mình gặp kiếp này quên ta, có duyên biết cứu con hai
chữ bình an, mẹ đem về hết cung phan giao trì. Chọn con tài đức dạy thời, để con của mẹ tương phùng cõi tiên. Thức lòng thức tình cùng chung, bá gia nam nữ để huynh dạy thời. Hiểu đạo đức hiểu đường tranh pháp, rõ thơ màu thức tình lo tu. Quê tiên cảnh Phật mẹ chờ, đợi trong con mẹ lại tim dịch bệnh dân trào, trăm dân lao khổ uống nhà chẳng yên. Quyết lòng quê mẹ cũng tin, trở về có mẹ thiên liên hậu kề. Dù cho trăm mi đắng ngàn cay, quyết lòng cho mẹ chôn cõi tiên, chứng lời của trẻ nguyện thời hôm nay. Quyết tu về chốn chương đài, ở nơi có mẹ bế mộng con lớn. Quyết tu về chốn cung diêu, mẹ chờ trong đợi ngày đêm tương tư sầu. Chào mừng quý Phật tử đến với buổi livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Nghiêm, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay ngày rằm tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần, tức ngày 10 tháng 10 năm 2022. Mọi người có khỏe không ạ? À? Chuyện gì để nói thì Huệ Nhẫn xin phép để dừng livestream ở đây nha. Chúc cho quý vị có một đêm thật nhiều sức khỏe, ngon giấc, dành sự bình yên. Hôm nay hên quá, không có ai hỏi gì hết, rất là khỏe, vô phận. Rồi, xin chào nha.